Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.8 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 15A19741. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơ chi của chiếc xe màu đen các bác nhá. Trang bị 4 bánh nano núp, lốp dép của nó rất là đẹp. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Bản sedan 2 đầu. Xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Dòng Toyota máy móc của nó rất là lành. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Các bác xem sơn xi led căng hai cặp đèn phanh này, rất là sáng bóng đều nhau. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó chắc lịch các bác nhá, không hề có dấu hiệu mùng mọt. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số zin, mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Lốp dép của nó rất là đẹp, cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt. Phanh đĩa 4 bánh. Còn đây là phần nội thất của xe này. Ghế da nguyên bản theo xe. Đây là phần táp ly của cánh cửa đang sau bên phụ. Phần hốc bản lề, phần đinh bấm giằng giật. Nguyên bản các bác nhá. Phần khung cánh cửa, Keo chỉ zin. Chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe. Đây là phần hai quả loa phía sau các bác này. Nội thất tươi mới sạch sẽ. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe. Tích hợp trên bô lăng, trang bị túi khí an toàn. Đây là phần tem mác theo nhà máy sản xuất này. Ốc bản lề nguyên bản, cột kèo. Cột kèo zin các bác nhá. Cột kèo zin, máy số zin. Phần táp ly của cánh cửa đang trước bên phụ. Phần khung cánh cửa.
keo chỉ zin. Táp ly của nó này, gai sần rất là đẹp. Một mẫu xe Toyota Corolla Atis, xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 382 triệu đồng. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 5 năm 2021 các anh nhá. Còn đây là phần lóc của xe này. Đây là phần quả lốp đằng đằng trước bên phụ. Lốp dẹp rất là đẹp. Cua lốp thì không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Sơn si của nó led căng. Bản sedan hai đầu. Hai cặp đèn pha của nó đây, các bác xem. Rất là sáng bóng đều nhau. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe Toyota Corolla Atis, số tự động, máy 1.8, máy xăng. Một mẫu xe hạng sang. Đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhá. Lốp dép của nó rất là đẹp, cua lốp không hề có dấu hiệu mù mọt. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng rồi sử dụng thôi. Phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái. Đấy, tất cả cột kèo đinh bấm zin. Rất là đẹp, tất cả khung cánh cửa các bác này. Không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về sử dụng thì quá nên yên tâm luôn. 382 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Atis. Còn đây là phần táp ly của cánh cửa đang trước bên lái, bảng tổng của gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Phần khung cánh cửa, keo chỉ zin. Ốc bản lề nguyên bản. Cột kèo, cột kèo đinh bấm zin. Nội thất tươi mới sạch sẽ. Nội thất ghế da nguyên bản các bác nhé. Sở rất là mềm mại êm ái. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhé. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó rất là rộng rãi. Đây là tất cả đinh bấm nguyên bản. Phần lắp cốp này. Đấy, lớp lề của nó nguyên bản, nỗ của nó tròn zin. Đây là phần sàn của xe này. Sàn nó đã dán được một lớp chống ồn các bác nhé. Đấy, kích này, trong đầy đủ. Nước sô cua. Đấy, rất là đẹp luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, máy 1.8. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng 4 chấu các bác nhé. Trang bị túi khí an toàn cho người lái này. Sau đây em sẽ đổ máy lên này. Vâng, máy đã đổ các bác nhé. Để phát nổ ngay. Mặt đồng hồ không báo một lỗi gì. Phun nước gạt mưa.
hoạt động rất là trơn tru. Điều hòa, quả số, phanh tay. Đấy các bác xem, đẹp lung linh các bác nhá. Tất cả ốp cột này khít khít luôn, trần nỉ rất là đẹp, chắn nắng. Phần đèn trần chắn nắng hai bên đầy đủ. Gương chiếu hậu, phần kính lên xuống, đó, hoạt động rất là trơn tru. Đấy. Gương cụp xe, chỉnh điện các bác nhé. Đó, rất là ok. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Corolla Altis năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.8, máy xăng. Máy móc này, máy số zin các bác nhá. Không một lá chặt chẽ. Không hề có dấu hiệu gì dầu. Đây là cụm chia ABS, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. $382 triệu. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Corolla Altis. Một mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, máy móc này lổ rất là êm. Không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhé. Tiếng máy lổ thì thầm. Còn đây là phần lắp cabo này. Đấy, phần keo chỉ zin, tất cả những cái lỗ của nó này. Đấy, đều tròn tắp tắp luôn. Lớp lì của nó vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Corolla Altis có năm sản xuất 2009. Phiên bản là số tự động, máy 1.8, máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 382 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.